đánh thủ thời gian thủ môn của Liên Minh Thiết Bị đó hầu là bị đau thì hành chính cái đó nó có sự thay đổi người rồi thủ môn bị đau hả? À, anh nghĩ chắc là sao? Anh Hiếu 14 tuổi. Hiểu này hành chính có nói cái gì mà sạch lưới trong đội bóng này không? Để là chung ra. Cái cầu môn nói bên đây có lời quyền rồi. Hai thủ môn đều bị trọng thương hết. Đề nghị những ai cổ động viên không có liên quan đứng cách xa là 3 mét để không khí cho thủ môn được thở đều đủ. À, thủ môn đã trở lại. Nghĩa ơi, Nghĩa, mày đừng có lên nữa. Sau giải đấu vừa qua thì cựu huấn luyện viên anh Nguyễn Văn Bình đã bị cách chức. Theo đó là một huấn luyện viên, một nữ huấn luyện viên mới được kéo hợp kéo đồng 3.000 của tư. Chị Lê Thị Thu Hiền. Không ai Lê Thị Thu Hiền. À không. Chụp lên, chụp lên, chụp lên. Anh Hoài. Đúng rồi. Sư Tiên. Đó là Sư Tiên. Một bài đi bóng khá lắc léo mình. Sư Tiên. Đi. Đã phạt nhanh nữa rồi. À, tôi tin đó là xin. Trời ơi! Hôm nay Mình hề là mình được mấy triệu? Hề là được 5 triệu đúng không? Không, cháu đi cột chưa thôi. Đừng. Chưa xong trận đấu mà chị cứ quay miệng cho mà không ổn nữa. Chưa chưa thích thủ với bạn. Ta là thắng giải mà chị cho về quê gì vậy? Không nhận, có mấy cái phần trống hay bỏ. Sau mấy phút giải lao thì trận đấu xin được phép trở lại. Xin mời đội chắc chắn đây về theo kỷ lục của mình. Quay về thành cũ rồi. Về tập khách à? Dạ đúng rồi. Chưa kiểu phát rồi. Các bạn đang xem kiểu phát của tiêm nào không? Giờ hiện tại giờ không quan tiêm. Rồi đi ra phát luôn phải không? Là ba từ ngoài ba ta. Bây giờ thêm ra thêm hai hai căn. Được khỏe đi. Không phải là khỏe đâu. Không đi nhiều hơn nhưng mà cái vai rồi hơn kiểu
chúng ta cùng đến với trận đấu siêu điện dễ ngoài công, tiến độ nó phù hợp bên đội thi công chứ không phải bên mình và thiết bị đó thôi mà đúng không, mình tiến độ có là chịu chung. Trận đấu chúng ta bước sang hiệp thi đấu thứ hai, đội bóng phù hành chính kết toán chúng ta thi đấu với trường hợp màu tím và giữ phần sân phía bên trái, đội bóng còn thiết bị đó thôi, chúng ta thi đấu với trường hợp màu đỏ và đang giữ khung thành phía bên phải. Tao biết sếp tao rồi, sếp tao hoài chứ như này. Một làn gió mới, một làn gió mới vừa thổi về phòng hành chính cái đó nữa mà. Đề nghị tất cả các bạn khán thính giả chúng ta đang nghe đài cũng như là xem trực tiếp tại xe nào chúng ta đến xem chờ xe gia đình đi mọi người. Anh khá nghĩa. Đây này chúng ta đứng sát vô sao của mình nè. Đây này chúng ta đứng sát vô. Thiết bị còn hiệp 2 đâu đổ thời gian đâu, đã vô 8 tay nữa. Hiệp thi đấu thứ 2 chính thức bắt đầu. Băng mặt vô. Từ từ thôi, đá thôi đừng xuống. Xuống gì? Má không có anh Nam. Không có anh Nam đá khác liền thấy không? Tôi xin mời Philip Kim Masala. Hát tốt. Một pha cản phá rất là nỗ lực của anh Bạch Thanh. Anh Nhân Dương bắt trên tường đá. Ở trước bóng là anh Hồng Phúc. Không vào. Một pha tập đầu khá nhẹ nhàng của anh Xuân Viên nhưng mà không xuyên thủ được cầu môn của hành chính kế toán. Liên minh thiết bị đấu hờ đang rất là bế tắc, tìm một bàn thắng lấy động lực cho đội của mình. Quốc Khôi. Trời ơi. Với tinh thần quả cảm của anh Văn Thanh đã cho thấy rõ ràng. Anh là một kiểu cầu thủ xuất sắc. Trời ơi, đá túng ta luôn rồi. Anh chơi rất là song sáo. Với tên coi những chuyện gì quá, đi mất quá thông mạch. Tất cả cái dãy sàn đèn cổ vũ cái đội hành chính cái đó. Mua lên luôn ông ơi. Trời vô ơi, trời ơi. Minh Phú. Hay quá. Minh Phú. Hay quá. Hạnh Phúc. Trời ơi, môn 5 luôn. Khá tốt của họ. Tất cả nỗ lực Hãy subscribe.